nên bản thân bạn muốn khỏe mạnh, muốn trường thọ, muốn tràn đầy trí huệ, thì bạn hãy dùng tâm yêu thương đối với hết thảy chúng sanh. Cái sự việc này, vì khoa học của Nhật Bản là Giang Bổn Thắng, các vị cũng thấy ông làm thực nghiệm, ông dùng nước để làm thí nghiệm. Ly nước này ông dùng đều là ly thủy tinh, nhìn xuyên thấu được nước đựng ở bên trong. Trên ly nước này chúng ta dán một chữ ái, chúng ta viết một chữ ái, có tâm ái, viết cái chữ ái này dán lên trên ly nước. Sau 2 giờ đồng hồ, đem mẫu nước này cho nó đông lạnh 5 độ C, vừa đủ đóng băng. Đem mẫu nước đóng băng này để ở dưới kính hiển vi mà quan sát. Những tinh thể này vô cùng đẹp đẽ, là chữ ái. Ông đã làm thực nghiệm trong 10 năm, bức hình đẹp nhất là chữ ái. Cho nên ông nói ái là chân lý của vũ trụ. Nếu như bạn viết một chữ là tôi hận bạn, chán ghét bạn, cũng đem dán cho nó, sau đó 2 giờ đồng hồ bạn lại đem quan sát ở dưới kính hiển vi, vô cùng khó coi. Thí nghiệm này chứng minh được Phật đã nói ở trên kinh là cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta vì sao mà không dùng cái tâm yêu thương này mà yêu thương hết thảy mọi người, yêu thương hết thảy mọi vật? Tế bào ở trên toàn thân của chúng ta, nếu như đem quan sát ở dưới kính hiển vi, thì đều có sự kết tinh tốt đẹp, thân thể sẽ khỏe mạnh. Nếu như có sự oán hận, thì tế bào trên thân thể bạn xem dưới kính hiển vi sẽ rất khó coi. Cho nên bản thân bạn muốn khỏe mạnh, muốn trường thọ, muốn tràn đầy trí huệ, thì bạn hãy dùng tâm yêu thương đối với hết thảy chúng sanh. Tế bào trên toàn thân của chúng ta đều là tâm yêu thương, đều là tâm thiện lành, thuần tịnh thuần thiện, thì đó chính là tâm Phật, chính là Bồ Tát. Khẳng định hư không pháp giới hết thảy chúng sanh là một pháp tánh. Trên kinh thường nói thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí huệ, lực vô úy diệt nhiên. Phật đã nói rất nhiều rồi, hoàn toàn là chân tướng sự thật, chúng ta nhất định không thể hoài nghi. Đặc biệt là thực nghiệm này của ông đã cho chúng ta sự khải thị rất lớn. Thực nghiệm chứng minh điều mà Phật đã nói ở trên kinh là chính xác. Hiện tại thực nghiệm của ông chỉ thấy sắc tướng của sự đẹp xấu. Tôi nói với ông, tôi nói ông hãy cố gắng nỗ lực thâm nhập để mà thực nghiệm. Tất cả mọi vật chất là từ đâu mà có? Tâm hiện thức biến. Tâm chính là chân tâm, chính là bổn tánh. Chân tâm bổn tánh là thuần tịnh, thuần thiện. Cho nên nó có đức, nó có năng. Năng chính là kiến văn giác tri. Hiện tại thì ông đã thực nghiệm được rồi. Nước có thể xem, có thể nghe, có thể hiểu ý của con người. Con người gieo cho nó ý niệm thiện, nó sẽ có sự hồi đáp rất tốt. Ác niệm thì nó hồi đáp sẽ không tốt. Nó hiểu được ý của con người. Cho nên nếu bạn mở rộng tất cả khoáng vật vật chất, bởi vì vật chất chính là tâm biến, tâm chính là vật chất, vật chất chính là tâm. Tâm có bản năng, tâm còn có đức, vốn có đủ đức năng. Đức là gì? Đức là sắc thanh hương vị. Hiện tại ông chỉ mới thám trắc được sắc mà thôi, nó vẫn còn âm thanh. Chúng ta dùng tâm yêu thương, tâm yêu thương chân thật, thì nó sẽ có âm thanh vô cùng tuyệt diệu. Ông vẫn chưa có khám phá được, nó còn có hương, nó còn có vị. Vì vậy nếu bạn chán ghét nó, hận nó, vậy thì không còn thơm nữa, mà sẽ là hôi thối. Sắc thanh hương vị của nó đều biến đổi, thiên biến vạn hóa. Một niệm thiện thì đẹp xinh vô cùng, một niệm ác thì xấu vô cùng, thiên biến vạn hóa. Đây là trong lần vừa rồi đến Nhật Bản, tôi đến thăm ông. Tôi bảo ông thâm nhập thêm nữa, vẫn còn nữa, không dừng lại ở chỗ này. Bao nhiêu năm qua, những thực nghiệm khoa học của ông tránh né vấn đề tôn giáo, bởi vì ông muốn siêu vượt hơn tôn giáo, ông muốn thuần khoa học. Hiện tại thì tôi nói với ông, tôn giáo thực sự cao hơn khoa học rất nhiều, có thể chỉ dạy bạn cách thâm nhập sâu hơn,
mở rộng lĩnh vực nghiên cứu cho ông. Nếu ông có thể thật sự đem việc này thăm trắc ra thì chứng minh điều Phật đã nói ở trên kinh không sai chút nào. Cho nên tôi nói, cái báo cáo thực nghiệm này của ông, các đồng học của chúng ta ngẫu nhiên xem thấy được từ trên mạng internet, trích chép lại từ trên mạng rồi đưa cho tôi xem, tôi vừa xem liền hiểu. Vì sao vậy? Trên kinh đã nói, tôi vừa xem liền hiểu. Tôi đến thăm ông, ông cũng rất ngưỡng mộ đối với tôi. Ông mới hơn 60 tuổi mà sức khỏe lại kém hơn tôi rất nhiều. Ông hỏi pháp sư, nghề điều dưỡng thân thể như thế nào vậy? Tôi nói với ông, cách tôi điều dưỡng thân thể chính là dùng tâm yêu thương với ông thực nghiệm với nước vậy. Chính là cách như ông đang thực nghiệm vậy. Tôi nói tôi chính là dùng tâm yêu thương để điều dưỡng. Ông thực nghiệm ra được rồi, vậy ông có áp dụng vào trong cuộc sống của mình không? Nhờ kinh Phật, từ sớm tôi đã hiểu ra rồi. Tôi có thể đem cái tâm yêu thương này, đem tâm chân thành, tâm cảm ơn, áp dụng vào trong đời sống, dùng vào trong công việc, dùng vào trong đối nhân xử thế tiếp vật. Tôi là dùng cách này để điều dưỡng thân thể. Ông thực nghiệm đã được rồi, tại vì sao lại không dùng? Ông nhỏ hơn tôi mười mấy tuổi. Cho nên việc này thì chúng ta nhất định phải nên học. Đối với chính mình, đặc biệt là từ trung niên trở đi, thì việc khỏe mạnh sống lâu là điều ai ai cũng quan tâm, rất dễ dàng đạt được. Không cần phải ăn đồ bổ. Đồ bổ dưỡng đều là thuốc độc, đều không phải là thứ tốt. Nếu thực sự là muốn được bổ dưỡng mà nói, nhất định phải nhờ đến trung y, để cho họ chuẩn đoán cho bạn, xem bạn thiếu cái gì, thì kê một toa thuốc dành riêng cho bạn. Không thể tùy tiện như người này, nói là loại thuốc này hay, người kia nói loại thuốc kia tốt, toàn bộ đều là thuốc độc. Vậy thì bạn đã mắc lừa rồi. Cho nên tôi thứ bổ gì cũng không uống. Tôi bình thường chính là uống nước. Trà thì có uống một chút. Tôi chỉ uống trà rất nhạt. Trà đậm quá thì không được. Uống một ít trà nhạt thì được. Cuộc sống phải có quy củ. Quan trọng nhất là không nên nghĩ tưởng lung tung. Nghĩ tưởng lung tung rất có hại. Cơ thể con người là một bộ máy, hoạt động. Bộ máy này đang vận hành, hoạt động, đương nhiên là nó cần có năng lượng. Năng lượng chính là việc ăn uống bổ sung mà biến thành năng lượng. Sự tiêu hao của năng lượng thì 95% là tiêu hao vào trong vọng tưởng, tiêu hao vào trong tạp niệm. Cho nên tạp niệm càng ít thì bạn càng ít tiêu hao năng lượng. Bạn cần ăn uống cũng càng ít. Cho nên Thế Tôn Đông Sư tại thế, trong tăng đoàn mỗi ngày ăn một bữa. Vì sao vậy? Ngài không có vọng niệm, ngài tiêu hao năng lượng ít. Một bữa thì đủ rồi. Chúng ta từ trên kinh xem thấy, A-la-hán 7 ngày thì đi thác bát một lần, nghĩa là nói 7 ngày mới ăn một bữa, thì bạn biết được tâm của họ rất thanh tịnh. Bích Chi Phật thì nửa tháng mới đi thác bát một lần, nửa tháng thì ăn một bữa. Bạn liền biết được họ tâm địa thanh tịnh, một trần không nhiễm. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện mỗi ngày ăn một bữa. Đây là làm cho phạm phu chúng ta xem, là một sự thị hiện. Đây là để cho chúng ta xem. Nghe rồi, trên kinh điển đã xem thấy rồi, phải tỉ mỉ mà suy nghĩ. Sau khi đã thông lý rồi, nhất định phải áp dụng, phải đi làm. Love.